Chào các bạn. Các bạn đã bao giờ nghe thấy danh từ đàn ngoài dòng chưa? Nếu các bạn đã từng quan tâm tìm mua một cây đàn piano thì tôi đoán là các bạn đã phải nghe tới danh từ này rồi. Vậy thì nó có ý nghĩa như thế nào? Đó là đề tài hôm nay tôi sẽ đại diện cho PianoNet chia sẻ với các bạn. Vào đầu những năm 2000, khi chúng tôi nhập khẩu đàn piano từ Nhật Bản về Việt Nam, thì lúc ấy chỉ có một số ít các nhà cung cấp từ Nhật Bản, đếm chưa hết số của ngón tay của một bàn tay. Lúc đó thì chúng tôi được họ gửi danh sách đàn thông qua một cái file Excel mà ta thường gọi là list đàn piano. Thì trong đó có các cái thương hiệu, tên đàn, này, loại đàn, chất lượng còn lại của nó A, B, C, D, thể hiện đầy đủ chiều cao rồi giá cả, vân vân. Trong đó có đàn Yamaha, đàn Kawai và rất nhiều các cái loại đàn khác. Trong một video trước đây tôi đã từng nói với các bạn về doanh số áp đảo của hãng Yamaha tạo nên cho họ một chỗ đứng quá lớn ở trên thị trường, và cũng là một dấu ấn trong tâm trí của mọi người. Do vậy, để cho ngắn gọn trong giao dịch, thì chúng tôi và các nhà cung cấp piano tại Nhật Bản thời bấy giờ, chúng tôi thường cô đọng lại đó là đàn Yamaha, đàn Kawai, các loại đàn còn lại mà không phải Yamaha, Kawai thì gọi là other brands. Có nghĩa, dịch tiếng Anh ra có nghĩa là các thương hiệu khác. Sau này thì để không dài dòng trong cái việc dịch sát nghĩa như vậy, thì một số anh em kinh doanh đàn piano tại Việt Nam gọi ngắn gọn nó là đàn ngoài dòng. Cái khái niệm này sau nhiều năm nó đã trở nên một định kiến và thậm chí là một định nghĩa cho các loại đàn mà không phải Yamaha. Rất tiếc là danh từ ngoài dòng làm cho người ta dễ lầm tưởng rằng đó là một cái gì đó nó không tốt, nó không được chính hiệu, nó không được chính thống, vân vân. Thực chất thì không phải như vậy. Yamaha, Kawai hay các hãng khác thì nó đều có những cái truyền thống nhất định và có những sản phẩm rẻ tiền, tầm trung, xa xỉ để phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng trong xã hội. Vì vậy, nếu đem một sản phẩm rẻ tiền của Yamaha và so với một sản phẩm có giá trị đắt tiền của một thương hiệu khác, thì đấy là một so sánh rất là khập khiễng. Nếu như các bạn, để các bạn có thể dễ hình dung, thì ta có thể lấy xe máy ra làm ví dụ. Các bạn biết xe máy thì loại nào tốt ạ? Chúng ta đều biết là Honda, phải không ạ? Nhưng mà Honda thì sao? Honda cũng có Way, Way Alpha đó, rồi là Leaf, Vision, SH, vân vân. Nếu như bạn lấy xe Way Alpha của hãng Honda để mà so với lại cái xe đầu bảng của hãng Yamaha, thì rõ ràng là xe Way Alpha làm sao mà bằng được, có phải không ạ? Và vì vậy chúng ta không nên so sánh một cách phiến diện như thế. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là có những cái thương hiệu ở trên thế giới mà Yamaha nghe thấy tên còn phải khiêm nhường. Tôi nói ví dụ như Steinway & Sons là một sản phẩm, một thương hiệu đứng đầu thế giới, hay là Seebeckstein, Bösendorfer, vân vân. Đó đều là những thương hiệu mà Yamaha không thể sánh bằng. Không nói đâu xa, chỉ cần nói Kawai là người anh em hàng xóm cực kỳ gần gũi với Yamaha. Người sáng lập của Kawai là ông Koichi Kawai,
chính là một trong những người thiết kế đầu tiên của hãng Yamaha. Năm 1928 thì ông sáng lập ra hãng Kawai, và trên biểu đồ thương hiệu piano của thế giới thì Kawai chưa bao giờ thua kém Yamaha nếu hai sản phẩm cùng một phân khúc giá thành. Như vậy tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng là không phải cứ đàn ngoài dọc thì không tốt và không chính thống, và cứ đàn Yamaha thì tốt. Tôi cũng không có ý nói rằng đàn Yamaha thì không tốt. Đàn Yamaha về cơ bản rất là tốt. Và nói cho đúng hơn thì các loại đàn sản xuất tại Nhật cho đến nay mà nói, chúng tôi, không phải riêng tôi đâu, những người làm kỹ thuật đã lâu năm trong ngành piano của Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung, chúng tôi đều có một nhận định rằng là những cái đàn sản xuất tại Nhật thì nhìn chung rất là tốt và rất phù hợp với lại khí hậu của Việt Nam. Tất nhiên là đấy là nói chung, còn cụ thể một cái đàn đã qua sử dụng nó còn tốt hay không thì nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Trong đó điểm quan trọng nhất bao giờ cũng là gì ạ? Là mức độ sử dụng của nó nhiều bao nhiêu, giá trị còn lại như thế nào. Sản phẩm trước đây trong quá trình sử dụng được bảo quản, bảo dưỡng ra làm sao, thì đấy đều là tất cả những yếu tố đó hội tụ lại mới có thể đánh giá được cây đàn đó là tốt hay không tốt. Tuy nhiên có một sự gợi ý cho các bạn mà tôi có thể bật mí, đó là giá xuất xưởng của sản phẩm. Giá xuất xưởng sản phẩm nó đã hàm chứa cái giá trị của sản phẩm. Nói ví dụ Quay Alpha bán 18 triệu, Vision 30 triệu, Lead 40 triệu, SH 70, 80, 100, 150 triệu vân vân. Thì giá thành sản phẩm đó nó đã hàm chứa cái chất lượng và đẳng cấp của sản phẩm. Đàn piano cũng vậy, giá thành sản phẩm lúc xuất xưởng nêu ra sản phẩm đó ở đẳng cấp nào, được sản xuất bằng vật liệu gì, và rõ ràng là sản phẩm càng đắt tiền bao nhiêu thì giá trị của nó càng cao bấy nhiêu. Vậy thì các bạn đừng vội vàng đánh giá Yamaha luôn luôn là tốt, và các bạn cũng đừng nghĩ rằng ngoài dòng làm cái gì đấy không chính thống, không tốt. Đó là những việc tôi muốn truyền tải các bạn. Thêm nữa, muốn đánh giá một cái đàn có tốt hay không phải hội tụ rất nhiều yếu tố. Nhưng điều tôi có thể bật mí cho các bạn đầu tiên, để các bạn căn cứ vào đó mà làm một lựa chọn ưu tiên cho mình, đó là gì? Đó là giá xuất xưởng của sản phẩm. Tại Pianonet chúng tôi có hồ sơ, có atlas để có thể chia sẻ tới các bạn giá xuất xưởng của các, không phải các, không phải tất cả, mà là rất nhiều loại đàn piano được sản xuất tại Nhật từ năm 2000 trở về trước. Vậy nếu các bạn có nhu cầu tra cứu thì có thể liên lạc với chúng tôi theo các cái thông tin liên lạc có trên website hoặc fanpage. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn hoàn toàn miễn phí.